Thấy không? Người Mù Tanh chỗ này gần đây có đoạn chỗ nào bị có người chết ở tai nạn này. Đây này. Có cái đoạn nào bị ngã ở cái chết tai nạn này. Ngay trước cửa nhà. Ừ, gần đấy. Xuất hiện cô đồng chỉ cần ngửi quả cau, nhìn thấu hết chuyện tương lai khiến cộng đồng mạng nhốn nháo. Sau cô đồng bổ quả cau đúng nhận sai cãi ở Hải Dương, thì mới đây lại xuất hiện cô đồng ngửi quả cau ở Hà Nội khiến cộng đồng mạng nảy ra nhiều tranh cãi. Đây này, có mùi người chết luôn này. Có người trên quả cau như mình có thấy luôn. Là có người chết gần đấy, là bị tai nạn luôn. Tai nạn. Ừ, mình đã thấy chưa? Có biết ở đây. Đấy, tại sao không cúng? Theo những video được đăng tải, không cần bổ hẳn quả cau như cô đồng Hải Dương, cô đồng này mỗi lần đưa quả cau lên mũi hít vài cái là nhìn ra được mộ phần người bị tai nạn muốn chuyện tâm linh. Cũng không biết nhìn được thật hay không mà lượng follow tài khoản TikTok của người phụ nữ lên như diều gặp gió. Hiện tại đã có hơn 74.000 lượt follow, nhiều video thu hút được cả triệu view. Cô còn công khai hẳn số điện thoại ở phần mô tả để mọi người liên lạc đặt lịch xem bói. Cô ngửi thấy mùi trên quả cau lại bổ ra bắt thấy mùi tanh máu luôn. Đấy là... Rúc đầu vào tường luôn đấy. Tông nhau rúc vào đấy, xè sang bên này, vẩy sang bên này. Kính lột mấy vòng liền. Đấy, ngửi thấy mùi cau này. Năm ngoái, cô đồng bổ cau đúng nhận sai cãi đã gây xôn xao dư luận một thời gian với khả năng xem bói, bổ cau, phán vanh vách đủ chuyện ma quỷ âm dương. Tuy nhiên, ngay sau đó, người phụ nữ đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, khi hiện tượng cô đồng ngửi cau nổi lên thì lập tức gây tranh cãi khắp cõi mạng. Dân tình lo lắng rằng đây là năng lực dỏm và có thể dẫn tới các trường hợp lừa đảo như sự việc của cô đồng bổ cau ở Hải Dương trước đây. Bàn tay này làm ăn lộc kinh doanh đấy, đúng nhận sai cãi cho cô. Lá số tử vi trong cung mệnh đất cát nhà cửa nhà mình đất mặt đường, nhưng mà đường trong ngõ không phải đường quốc lộ lớn. Bản thân lá số tử vi trong cung mệnh mà mình tính mình không thích nói nhiều đâu. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào về hiện tượng cô đồng ngửi cau đang phất lên những ngày gần đây? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!